Ok, tôi tạo phòng luôn rồi này. Hôm nay bọn tôi quay trở lại vì anh em mà chưa biết là quay trở lại việc đi săn Bigfoot nhá. Và có map mới rất đẹp. Đây, map đời mới đây. Yellow Stone Park nhá. Đây là coi như là một cái này gọi là gì nhỉ? Công viên quốc gia. Công viên này nó gọi là, nó giống như kiểu là rừng Cúc Phương, nó gọi là cái gì đây? Nó gọi là khu gì? Vườn quốc gia. Ừ, vườn quốc gia, đúng rồi, đấy, cái này là giống kiểu khu vườn quốc gia. Đấy, cho nên là đẹp. Mấy hôm trước là chết mấy cái map cái rồi. Map này là mới tinh đây này. Mới tinh, mới toàn đây này. NAD pass 123456 nha. Tự do này đúng không? Ừ. Rồi, rồi em thấy rồi. Rồi đi. Ai à, có cả Zikit đấy. Ừ. Có lâu rồi mà. Jessica, Thomas, William. Vẫn thế à? Không có gì thay đổi à? Thế thôi. Ơ. Ơ. Chọn được cả con Bigfoot rồi sao? Mẹ nhìn cả con Bigfoot trông chiến hơn nữa liền. Nhưng mà đây là AI rồi, tức là AI, cái này AI là mình là đấu với AI mà, AI là con Bigfoot mà, có cho gì đâu. Em Thomas nhá, cao to đến hồi nhá. Rồi, tứ là gì? Rick à? Không, em là William. À, tứ là William rồi, thế tôi là Rick. Thế thì Hunter là Jessica là đẹp rồi. Đẹp rồi. Ơ từ từ. Ở đây có quản tăng máu cho Bigfoot có mắc lên 3 sao 3 vạch không em? Anh phải cho nó mắc hết luôn. Mắc hết đúng không? Được rồi. Được rồi, đây bọn tôi cho mắc hết nhá, công bằng nhá. Bigfoot máu lại 3 vạch này. Damage của Bigfoot cũng 3 vạch luôn. Nhưng bù lại là cái đồ loot của bọn tôi cũng phải được 3. Đấy. Nhưng mà có cho anh em được lấy lại không? Hả? Kéo lại không? Lại em sao được, phải lại đã vào rồi là không ra được đúng không? Ừ, vào ra thì không được, tiền đã vào nhà cái rồi, kiểu sao mà bay ra được, yên tâm luôn. Đồ họa hơi bị đẹp, đồ họa này tình lắm. Đợt trước mình giết nó là cũng full mà anh. Ừ, đợt trước bọn tôi chơi, đây là tôi nhắc lại với anh nghe là trước bọn tôi giết nó hai lần nó đều full hết. Anh em không phải lo vấn đề này đâu. Cái này là bọn tôi đang lùa giúp các anh em bên với Hà Thắng đấy. Lùa giúp đấy. Các anh em mà yếu bóng vía là bây giờ là sẽ nhảy mẹ loạn lên là về sau là tiếc cái mà. Này là có cái chiêu trò của nhà út. Đợi tí Hunter sắp xong rồi anh em. Chưa kể là đang ở trong đội hình là có hai kinh. Hai vua C1 là anh em lại có thể bảy chuồn với bảy trọ ở đây. Anh em lo lắng cái gì? Không bao giờ phải lo luôn, yên tâm luôn nhé. Mắc An Tứ, thô tứ nhé. Mắc An thô tứ. Raptor, yên tâm luôn. 20 phút chết cả team. Này nhá, là bọn mày có nhớ được là cái một số cái thứ mà tôi nói ra đây luôn cho anh em biết là cái nó gọi là cái hành vi của cái con Bigfoot này mà bọn tôi sẽ giết nhá. Thứ nhất là gì? Là vào đây ý, là mình sẽ kiếm cái nhà vệ sinh. Đấy, hình như là có Bigfoot này bị lỗi nhà vệ sinh đúng không? Đúng rồi, bà vệ sinh là nó không vô á. Chui vệ sinh nó không vào. Đấy, cứ hai bên. Cứ một thằng này chui nhà vệ sinh hướng bên này, thằng kia nhà vệ sinh hướng bên kia. Cứ gọi nó từ bên này sang bên kia xong bắn nó chết. Đấy là phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai là tìm một cái chỗ nào đấy nó mấp có một cái mô đất. Đấy, một cái mô đất lên, cao lên. Ừ, hàng lên. Đúng rồi, xong rồi đứng ở trên cái mô đất đấy dụ nó. Đấy. Thế thôi, cách đơn giản. Cảm ơn anh em mèo nhé, yên tâm luôn. Anh em Quang cứ yên tâm luôn, lần này là không có chuyện cay luôn nhé. Giờ chỉ nói anh em phúc phích thôi. Phích là cái lỗi đó là cút. Không, gì chuyện phích rồi. Chào rồi Hunter, nào rồi cả. Lại đi đâu rồi? Cảm ơn anh em Việt. Khổ. Alo, đây. À, bà ghê em. Đây, em 3 phút rồi. Rồi, đây em coi rồi. Ok. Rất hơi đầu, thấy rồi đầu. Sao nó rồi? Cả đây. Em online đéo đâu. Rồi. Rồi chưa? Rồi, vô Thùy Trang. Rồi, sao lại Thùy Trang à? Chưa được tên. Ok. Rồi anh ơi. Rick thôi. Đổi tên thành Riku đi còn gì nữa bây giờ, gì còn Thùy Trang. Riku. Rồi, đổi ra
Đoạn thôi. Rồi. Đẹp đi đi. Ờ, nhanh rồi em biết Jessica. Còn lại. Ờ, thì ai mà em vào muộn. Thì chỉ còn Jessica cho em thôi. Rồi. À đâu em ơi. Còn Bigfoot lên đường đi này. Không có nói nhiều. Không khéo rồi, chỉ đến 30 phút đi. Thật, khéo 5 phút chết. Anh em hãy nhớ cái bài học của con gì nhỉ? Con Back for Blood hôm trước nhá. Là sau khi bọn tôi đã chơi Elden Ring xong ấy thì mọi thứ nó lắp bọn... lắp lắp. Tim đục của Nghĩa Sơn chết rồi anh em ạ. Bên thắng ăn 3,22 cơ. Kinh đấy, 33 triệu đê coi thắng ăn 3. Các anh em thắng chuẩn bị đợi sàng về nhá. Luôn là camera chơi nghiêm túc nha các em nhá. Mình đang nắm trên vai một cái gánh nặng rất lớn đấy. Rất nhiều anh em Odin đấy. Nên còn buổi sáng ấy thì chơi bời gì? À mà cái này nó có sáng tối nhở? Quên. Rồi. Rồi. Vào việc. Đâu rồi? Thằng họ súng ống đâu cả rồi? Vào việc. Ở đây có ai? Đây rồi. Nhanh chứ. Chậm được rồi. Đây rồi. Nhanh chứ. Đây rồi, may quá vẫn thừa được khẩu lục. Vào chậm tí nữa thì chỉ có vào bốc xít. Có phải là AK mày? Màu me các em đủ chưa? Đủ đồ chưa? Inventory. Rồi, có cần này, có súng, có một máu. Cái gì đấy, cái tiếng gì cứ xào 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 xẹt thế? Bật đài ạ. Bật tắt cái đài đi ngay. Bảo cái video đang kiểu gì nha anh nhỉ? Y ra đây lấy cái ấy em ơi. Đây lấy cái tablet em ơi, iPad em ơi. Tối nay là ra iPhone mới đấy. Tứ xem là có mua iPhone 15 không? Em chuẩn bị mua iPhone 6 chứ gần 15 thì em chịu nha. Ôi hắn tên vứt ngay mấy cái hàng Samsung đi. Mua iPhone Pro Max mới ra em ơi. Anh nghe thấy bảo là có thay đổi camera như thế nào ấy, kinh lắm. Đẹp. Ai vứt cho em cái đàn 7 coi. Đàn đéo có đàn 7. iPhone có. 14 à? Khổ nào ai biết đâu. Đi em ơi. Tháng trước em mới lên từ con 5C C-Lock lên con iPhone 6 Plus. Anh mới lên con 6 rồi. Hai con 6 mà có trở lên được 12 thì mày khoe vừa, ta vẫn nằm xế lóc lên được cái gì đâu, cứ đợi mãi mệt. Mang giết cái gì lấy thịt chứ. Anh đi đâu, em quay miếng thịt đây rồi. Đây có em có thịt đây này. Nhưng mà cầm không biết cầm ra của gì. Bây giờ tìm cái vị trí nào nó đẹp để cho anh em mình gì đã. Một vị trí đẹp để hành sự đã. Hỏi anh em xem là cầm đồ ra của gì nhỉ. Cầm đồ dân 1, 2, 3, 4, 5, ngu thế. Không, nhưng mà những cái đồ khác cơ. Đéo được. Lâu rồi, đéo ai nhớ. À, bây giờ là phải đi tìm mấy cái nhà để mình lấy ấy đã. Lấy vũ khí em ơi, phải có vũ khí. Phải có súng và bố đời các thứ thì mình chơi được. Súng súng máy rồi là những cái gì đấy. Đi đâu đấy. Được. Tứ đi đâu, tao đi theo đấy, tao biết đâu đi đâu. Em biết được, em đang đi tìm một nhà. Đây, trên này có nhà hay sao này. Ờ, à, đây, lên đi. Đó kìa. Dầm bài của Bigfoot là sẽ có nhà mà. Thôi thách cả lò nó dám ra đây luôn, cầu trò nhanh. Con này là bọn em có nhớ nó có cái trò phá cáp treo ấy nhá. Đang treo là vỡ mồm đấy. Rồi. Em kiếm cái gì không? Có password mật mã gì không? Đi xem có đem bảy rồi, ngon rồi. Xem có password password gì không? Tí nữa là cần phải mở cái đấy. Cứ đi. Ui. Hú với hết. Ừ. Phết. Súng này thì không ăn thua. À đây đây, có biển chỉ đường này. Có gì loạt xoạc ấy. Mistake fail. Đi bên trái. Âu Phát Phun Ba Xin. Là cái gì? Đấy chắc là tên của mấy khu nào đấy, ai biết được. Tùy em chọn đấy. Đi bên này được không anh? Ừ, mấy khẩu súng này thì gãy ngứa thôi. À, đằng trước thì thấy có gì sáng sáng. Từ đây xem nào, ngắm thì như dưới có nhà hả? Có cái gì sáng kìa?
Ờ, đèn đường rồi, đèn đường rồi. Đêm đầu tiên là chưa tấn công đâu. Đó là đêm thứ hai. Đang chuẩn bị đứng chơi như là khu kìa. Sao? Từ trong trước khu. Đặt chợ nhanh nhanh nhanh. Khu này có gấu hay sao nhá? Dằm ba con gấu sợ cái gì? Vặt luôn thịt. Thật thịt đấy, luôn. Làm thịt nó luôn. Đấy, cáp treo này nó hình như là đưa mình lên trên, có nhà phía trên đấy. À, có biển chỉ cáp treo có đi nhà được. Đây, có nhà đây, có nhà dưới ở đây. Ở đây có nhà, đúng rồi. Nhà đéo đâu được cái thằng đá. Đấy, đi thảo lưới này có nhà. Ờ. Em ôn nin thắng à, ok luôn, chờ tin chiến thắng trận em nhá. Nhà đéo đâu. Đấy, trên này có nhà. Thằng đá mà. Đây này, có cái nhà trước mặt em này, bên sông này. Ờ. Anh thấy không? Có mấy phút này nó có súng nước không nhỉ? Không. Bơ, đúng không? Không đúng không? Ừ, thế anh em cứ nhảy nước thôi. Đâu lâu lâu thế. Không biết nó đã cải thiện gì AI chưa chứ còn gì. Này rồi. Nó đã nhìn thấy tôi, nhìn xung quanh có pát bèo gì ở trên mấy cái, nó để trên mấy cái này đã. Vào trong còn lại có cái cần mở đấy. Chụp ảnh cái này em ơi, lôi máy ảnh ra chụp cái bức chân đây, chân có Bigfoot đây. Chụp đi. Ôi, sao đồ họa giờ nó làm đẹp nhỉ? Em có mấy đẹp, không nó có mấy biết ảnh. Là tháng 9 này sẽ có một siêu phẩm ra mà. Nó không nâng cấp đồ họa lên thì chó nó mua lên sau đấy nữa à? Có cái giường có bát à? Không có giường giả. À, rồi. Được cái rìu ngon đấy. Cái rìu đâu đấy? Nó cắm ở trên tường anh ạ. Thôi, Hunter cầm rìu cũng được. Ủa, cái gì ấy? Dùng được chưa? Đề nghị. Ủa, khoai, cầm máy ảnh rồi, ra chụp cái này đi. Cái rìu đấy như không dùng được anh ạ. Ừ. Nối ra, số 3 2 lần đấy. Số 3 2 lần là được. À. Ơ, làm nào để lấy được đồ ra khỏi ấy nhỉ? Lấy đồ bấm, gì luôn? Bấm. À, đây rồi. Đấy, chuyển không? Bấm lúc nào đạt để dùng đồ? Em cho anh đạt gì vậy? Không có hiểu. Đây. Còn cái này còn anh có. Lúc nào để dùng đồ anh em? F đéo phải. Ê, đéo phải luôn. Quy anh, quy. Quy à? À, giữ quy, quy. Ây ôi! Đi! Mình còn chưa kịp đặt máy bọn chó đã đặt mình rồi ạ! À. Đéo hiểu đây! Đấy, cái team này anh em thấy nó có mất dạy không? Anh em sống với nhau rất chó má! Đề nghị không đặt máy nhá! Chơi nhau thế à? Ngay một khi em biết nó đặt máy như nào là em phải dùng luôn! Em nóng lòng dùng đấy! Nãy giờ không dùng được cái bức phối! Em đã là hỏi đặt, em đã đặt các anh mấy lần rồi nhưng mà tao mất máu lại phải đạp máu rồi. Ơ, cái gì đấy? Đeo vào nhà máu. Xin phép mà thôi, đi nhanh lên, có hết thời gian nơi rồi. Ờ, đi thôi đi em ơi. Tứ đâu rồi, thấy mỗi bảy chỗ rồi. Tứ đi mẹ rồi kìa. Anh kia rồi à. Đợi anh em muốn hết khu này rồi. Đâu, đi khu nào đấy? Quả đất ngọt quá. Vừa mới lùi đi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Đá rớt. Vai. Có cái dây đu sang bên này đấy anh. Đâu? Ở ngay đối diện á. À, dùng dây đu à? À đây, dây đu, đây. À, cái chỗ này là chỗ chơi fake food được cái này. Cứ nhảy qua nhảy lại mình nhớ không? Đây. Hợp lý đấy. Cứ đây. Nhảy mẹ sang nó lại nhảy, mẹ lì lấy lại. Có fake food nó sẽ ở dưới kia. Anh em thắng luôn mà.
Có giấy không? Có, mua giấy không? Có giấy. Thằng tớ im đấy nhỉ? Ừ. Đấy, qua đây rồi, qua đây rồi anh. Chọn đi nhanh lên. Ngồi lúc nào nhỉ anh? Đi ra. Tao đâu rồi em? Tao đâu rồi? Em qua bên này rồi. Thằng tớ đi mẹ rồi. Đâu? Em đi rồi. Đi rồi. Qua bên này rồi. Thế làm sao mà nó trượt cái này kiểu gì đấy? Anh nhớ rồi. Ấn can trôn một phát thôi. Can trôn cách. Cách chứ. Can clip. Con mẹ. Đấy anh em xem chứ. Mình biết mà. Chán thôi anh em thấy tim chán thôi. Vô vọng anh em ạ. Đéo có cái hy vọng gì mà chiến thắng đâu. Gì anh nói. Ê, thế từ từ chúng mày tìm trong khu này có nhà vệ sinh không? Nó có nhà vệ sinh đấy. Thắng mẹ tôi gì nữa. Đây này. Đây là dấu hiệu của ba mày rồi. Là rồi. Chúng mày vào trong này này. Mà xem này, trong này sạch lắm. Tao thề. Để soi xem có đi vào mà soi. Đi đấy. Mình quá. Ơ, pháo hoa này. Quầy thằng nào ỉa cứt. Chà bẻ đúng tệ luôn ạ. Vãi cái trường. Kinh quá. Mày bảy trọ mà sống được với bảy chuột hả con? Tuổi gì? Bồn đáo, bồn đều. Dạ có khẩu lục nữa này. Bây giờ là cái thằng làm game này nó cố tình nó làm thêm cả vệ sít ở trong nhà vệ sinh để cho mỗi lần anh em vào đấy thì nó cảm giác nó bẩn thỉu. Mất dậy. Không ngồi đấy lâu. Có khẩu súng lục này ai bắn đi? Đâu lục đâu? Trên bàn này. Đéo có đạn. Có anh có đạn, anh có đạn. Đâu lục đâu? Không thử game em cũng cảm giác không? Chưa cái giá này. Có lục này. Không, vẫn thế thôi em, khác gì đâu. Đấy đạn. Đấy, có đạn 5.56 à nhưng mà phải dành cho súng ấy. Đấy, vẫn chậm rồi. Ấy à, Hunter trông cầm dìu trông kinh phết nhỉ. Ấy à, ui trông mặt kìa. Mẹ trông mặt Hunter giống kiểu Impostor lắm. Trông mặt quái vật với trưởng. Đấy, vẫn rồi. Mắt trợn tròn. Vẫn thử gì á? Nhìn xem có tờ pass bổng gì ở đây không? Có thì mẹ... À, vẫn đạn ra được nhỉ anh nhỉ? Vẫn thử gì luôn. Vứt gì vậy? Vứt ra vậy? Y là inventory nhưng không hiểu vứt được cái gì luôn. Tại sao nó có cái đài để làm gì nhỉ? Để dụ con đấy tới à? Win Chibi chơi Dota. Ôi, TV có hình cái mấy phút này. Dạ. Nghi lắm. Hiểu nghi cái gì. À con này không vứt được đồ. Ông Dũng cầm cái gì bên kia kìa. Cầm cái ship. Sao lại lấy đâu ra cái gì kìa. Dìu thì Hunter tạo đâu. Sao có trông như kiểu có cái giáo mà trông đẹp thế. Giáo nào. Ôi đứa con. Hunter. Hunter em cũng vậy. Xem thế nào chứ cứ để vứt bẫy thế. Hunter kia đi giáo mới kiếm lời vội vã lắm. Tôi thật với anh em luôn nhá. Ở đời ấy mà Bigfoot với lại zombie với lại các cái giống loài quái vật thì đéo phải là thứ nguy hiểm nhất đâu anh em ạ. Thứ nguy hiểm nhất là lòng người anh em nhá. Mình đéo giúp im như là mình đã nghi rồi. Đéo phải cảnh giác gì với mấy con quái vật đâu. Sao đấy lúc mình mở cửa ra mình thấy cái mình đóng. Có tứ cũng mở cửa ra đấy, đóng anh em thấy chưa. Đấy đóng vào đây mà. Mở đây thấy mà.
Anh đóng lại luôn. Là đâu đi. Đi xuống quay xem có mảnh giấy mảnh tờ gì. Mẹ nhanh lên, có đéo có súng tí vào giết mẹ cả đám bây giờ này. Cười cợt đéo gì mẹ. Sắp sửa u ớ mẹ ở nơi. Có tắt đèn đấy. Sắp sửa tối đến nơi rồi. Chọn cái chỗ nào đẹp đẹp để mà đập đập mộ luôn đi. Ờ em thấy hang của nó rồi này. Đâu? Đâu? Tôi em thấy em thấy đâu? Hang. Em màu vàng này ra đây, em thấy hang nó luôn này. Đâu? Màu vàng, màu vàng. Nhưng mà ngồi lúc nào vậy? Sao em không ngồi được vậy? Thằng này nó đi kiểu gì, nó đi nhanh, vãi chưởng. Rồi lui hết rồi mà. Đã chạy ra tận đây rồi. Này sao mày bay kìa? Đâu? Là sao kìa? Máy bay nào? Kìa vừa bay qua kìa. Ơi thế à? Thế à? Máy bay chở tiểu thủ mua à? Ờ đúng rồi, tao nghe từ máy bay. Ơ máy bay thật kìa. Cứu các em anh ơi. Cứu bọn em với anh ơi. Hang này không phải hang mu bé lắm. Ơ ngân kim nó anh. Dạ? Sao lại có con cáo ở đây nhỉ? Nó mang cáo ở đây nó ăn à? Ừ thì nó mang thịt về đồ ăn chứ nào. Ờ thế mình đặt bẫy đây luôn anh ạ. Ôi ôi trong này không chơi với nó em ơi. Về chỗ kia có nhà vệ sinh mình mới sống được. Bây giờ đêm nay nó ra đây. Không đấy. Không 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 kèo thì nó còn dễ chứ chẳng chắc là thấy lắm. Ừ. Ui gì đấy? Ủa cái gì đấy? Thằng nào bắn cái pháo sáng đấy? Ủa em bị súng thính. Súng thính. Có phải súng thính à? Cái đấy là pháo sáng cái gì chứ. Chắc bắn cho nó đơ người thôi chứ. Cái chỗ này là dành cho người đi bộ này. Người chống nạn này. Đây này. Đấy, leo núi chống nạn đéo. Chúng ta đâu? Hang nó đâu? À, này anh em vào suốt thì nhá gì? Ui, nhặt cái giáo mà chọc. Có gì đâu? Đây, có xác con này để làm gì? Chắc con này vừa tế đúng không? Vớ vẩn. Phải đi. Ui gì ấy? Đá rơi. Cẩn thận cây đổ đầu nhá. Hàng mu á, bây giờ là hát Xenon rồi. Mu gì vậy? Chuyển tên chủ sở hữu rồi. Cái con mẹ này chứ. May quá mình đi sau. Mẹ ai cũng bị bay rồi nhưng mà Tứ là bị một ai nó bay. Tứ là bị một Abi nó bay là hơi phèn nhá. Sao nó biết làm bẫy à? Đấy là cái bọn nó săn thú. Ôi cái gì đây? Thay đổi chất mẹ rồi. Còn mẹ. Nó mới cười chưa kịp rất mồm. Hôm nay là cái ngày đéo sao tao đen thế hả chúng mày? Hôm nay là ngày gì đấy? Đen đéo chịu được. Đi tiếp đi anh. Mẹ, tao phải đạp máu đã. Ôi tao chặt cây kìa. Hóa ra tao chặt cây kìa. Hắn tớ chặt cây là như nào đấy? Chặt cây đâu? Cây nó đổ vào đầu ấy. Không hiểu đây là cái ngày gì ấy các bạn. Ngày sát phạt với mẹ những ai tuổi dần à? Đèn vãi trưởng. Về thủ dâm đây rồi anh ơi. Trời tối rồi ấy. Lên đây nó quạc cho cái gì rồi vỡ mẹ cái đấy ra không nhớ. Mất bây giờ đi đâu nhỉ? Tìm nhà vệ sinh ngồi thôi. Ờ đã bảo về lại cái khu kia tìm nhà vệ sinh là anh em thắng mà. À bây giờ chưa có súng không thắng được cơ. Đủ đạn. Đúng rồi, chưa có súng đủ đạn nữa. Đi kiếm được hết. Cả cái khu bên dưới bên tay phải kia đã đi đâu? Thì đi hết toàn bộ cái map bên, đã. Bên đấy là biển mà. Hồ mà. Bên góc phía nam đi kìa, đi một phía nam. Ui. Sợ đâu. Có gì đâu. Không sao đâu anh ạ. Quả đấy chắc là sự giảm già đâu. Đấy, có nhà rồi. Ừ. Trên nhà túc nha, không đặt đấy nha, không đặt bẫy nha. Úi giời. Tiếng gì đấy? Có nhà vệ sinh này.
Ui. Ui. Thằng nào cũng ôi 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 mẹ nhặt nhanh kéo chịu được cũng ôi vì chả ớ. Ôi có cái xẻng này. Đạn sọc găn này. Gì đấy? Ôi đấy rồi. Đấy mà. Ôi con chó. Nhà vệ sinh em ơi. Nhanh con kim. À nó sẽ đánh rồi. Con mẹ nó chứ. Nó giết em rồi. Ra mở cửa cho bố bảo. Đi. Anh em ở đây nha. Anh em ở lại, mạnh giỏi nha. Nó bị lỗi, nó bị lỗi. Ôi, nó sắp chết anh rồi. Mẹ. Lỗi rồi, anh ơi, lỗi rồi, nó lỗi rồi. Nó bị lỗi rồi. Nó sắp chết anh rồi. Lỗi này. Lỗi chưa, lỗi chưa. Lỗi rồi. Lỗi này. Lỗi. Ai, kinh quá giờ. Ai bắn đấy, bắn đấy. Ôi anh ơi. Thấy. Ôi. Thì đéo nào. Ôi giời đạn. Ui giời ơi, ui giời ơi. Ui giời ơi. Hunter chết. Chết tốt rồi. Tứ ơi, ơi ơi. Chạy chạy nữa. Chạy nhà vệ sinh đóng cửa. Đóng cửa vào. Mày ngu chó ạ. Mày mày ngu. Mày ngu. Hay. Nhà vệ sinh đóng cửa. Bảy trọ chạy nhanh phết nhở. Đúng rồi. Đuổi đéo được. Tứ rồi. Nó phá là cửa. Tứ này. Đấy. Bắn đây, bắn đây rồi. Bắn được câu cho. Nó mất 1 phần 20 máu rồi đấy. Rồi, làm sao? Làm sao? Ui, ai á. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Thì trọ này. Trọ này. Trốn đi Tư ơi. Bảy trọ đã bị đánh đến chết. Cái lồn mẹ. Nếu mẹ núp vào trong này nó không thấy à. Tư chết thảm quá. Tư chết cắm mẹ đầu vào hố xí luôn ạ. Lỗi này. Lỗi mẹ rồi, nó đánh Tứ này. Bây giờ mà có cần một số là ok đấy. Chết bố rồi còn đâu. Lỗi mẹ rồi. Đéo chết luôn. Bất tử rồi. Thế đây là Tứ bất tử đấy em ơi. Tứ bất tử. Đéo chết luôn. Chơi sạch, bọn tôi thua. Đéo ai. Thua. Nét đầu vào bồn cầu ấy luôn. Cái... bây giờ nó phích rồi anh ơi, nó mở cửa nó đi vào luôn. Bây giờ là mình có chiến thuật khác. Đổi chiến thuật đây kìa. Không thể chiến thuật ở trước nữa rồi. N A D.
Anh bảo là Hunter rất đặt cháp ấy. Thật, đổ với cưa cây ấy, đặt cháp ấy. Cứ bị cưa đổ vẹo đầu, anh gãy bố gần gãy cổ rồi thì trời bời. Nào, vào đây. Tứ này, Thùy Trang này. Thằng mày chọn đâu rồi? Thôi lần này máu Bigfoot là giảm xuống 2 vạch nhá. Máu Bigfoot giảm xuống 2 vạch Hunter, nhá. Hunter chơi có thể là gọi là, nhưng mà vẫn căn được chuẩn cái chỗ mà ông Dũng đáp xuống cũng giỏi. Ông Dũng biết là dẫm vào đéo gì được. Đặt tinh quyết. Đam một vạch, đúng rồi. Đam một vạch nhá, máu 2 vạch, đam một vạch. Nút A Mao 3 vạch. Đấy. Cho anh em nhìn thấy rõ ràng cài đặt nhá. Ready đi. Vâng, nó có khác gì đâu. Vậy à? Sao không khác? Rồi. À thì lại không anh em? Lại không? Sang về chưa? Để cho lại anh em chứ. Gỡ chứ. Như này gì mà anh em không dám đánh bên thắng thì tôi đến chịu luôn đấy. An tâm luôn nhá. Đây là đi nhanh cái này. Đi lút đồ, lút đẹo nhanh cái này. Không có vấn vẩn đâu đấy. Rồi, mời anh em kéo co, bỏ qua đây luôn đi. Nhớ tua được cái đoạn này nhỉ. Onin thắng ngay đi. Vào việc luôn đi. Vào việc à. Nhanh à. Chạy nhanh, nhớ chịu được. Ôi chết rồi, đéo kịp lấy đâu. À này mày quá, còn khổ lực. Chó tứ chạy lấy nhanh thật đấy. Đi. Ông chậm mới rút được Gamer ơi. Phải nhanh em. Chậm. Ở đây vẫn có khẩu súng này cho em này. Có khẩu flag ăn cho em này Hunter này. Hãy dùng tạm đi. Em cứ kén chọn gì. Cầm cái camera theo này. Phải lấy máy chụp ảnh nữa. Phải em cái bẫy luôn nhá. Máy chụp ảnh này không có lấy được, không ai lấy. Ôi chụp ảnh nó chỉ gọi là thêm điểm à, mà. Cho đồ là ấn vào người mình, ấn em vào đồng đội mình là cho đồ. Ô ô. Đấy. Đấy. Anh em xem đấy. Tôi biết ngay mà vừa mới nói rất mồm là vậy. Cái gì? Là đừng có đặt bẫy xong, đã có thằng đặt bẫy rồi. Tao lại phải uống máu rồi. Ai có đạn bảy đấy, ai có súng bảy đấy. Anh cho anh đạn bảy nhá. Ok, bỏ đạn luôn. Rồi khám phá map luôn nhá. Vừa to phết nhỉ. Ồ vãi lìn luôn, chạy thành dòng luôn ạ. Như vậy là mình biết luôn là cái đêm thứ hai đúng không? Không, đêm đầu tiên là tổ tấn công luôn chứ. Đâu, đêm thứ hai. Đêm hai rồi. Đây là đêm đầu tiên đúng không? Bây giờ phải tỏa ra thôi. Để đấy đâu? Đêm đầu tỏa tiên. Ra kiếm nhà. Kiếm súng. Nhà đi. Kim tỏa rồi. Cung kim tỏa. Mỗi người đi một hướng nhá. Em hướng Tây Bắc nhá. Okay, Bắc em... Nam Đông Tây mà tự mà đi. Tao đi theo hướng Đông Nam nhá. Có nhà luôn này. Em đi theo hướng anh nhá. Vừa đây nhạc nhẽo kinh vậy. Xem nếu khi nó có bát đấy thì tìm mấy cái bát đấy. Để lấy bom. Lần này là bọn tôi chơi nghiêm túc rồi này. Đến thứ hai anh em hội quân nhá. Điện giờ có kiểu tấn công kinh thật đấy. Thường là cái đêm đầu tiên nó tấn công xong nó bỏ cơ.
Đấy chết luôn. Từ từ anh nhặt được ác quy, ác quy của xe ô tô em ạ. Em điểm nhặt gì được nhỉ? Cả cả bình xăng này. Ừ, hay là để khởi động xe ô tô đâm nó. Nó cho cái đấy làm gì nhỉ? Không biết luôn. Con này mà đấy còn là đấy còn là ai chơi nhân thì đéo người chơi như nào? Mẹ ơi. Người chơi nó cứ thoải mái vào mà nó vã. Chúng ta thắng đi anh em. Để chắc chắn thắng. Ôi em xin lỗi. Ôi đi em đen tết nhỉ. Ôi đi anh ơi. Cho đêm đầu mà anh đã xử thằng Đạt cho em vui lắm anh ạ. Anh ơi. Tất cả chỉ là hiểu nhầm anh ơi. Chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Ôi em đi rồi. Ờ anh đâu rồi? Bỏ luôn rồi, nó bỏ luôn rồi. Chắc là tấn công phát dằn mặt rồi. Mất dậy mà. Bố láo vừa vào đã bẫy với bẹo. Đến đầu lên là đúng rồi. Bẫy làm tơ bay bay đéo đâu. Từ đây ra đây anh ném cho 40 viên đạn bẫy này. Okay, yeah. Anh đống luôn. Đây 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 anh ơi. Thôi em nhặt được cái totem nhá. Cái totem này làm gì đấy? Ủa sinh đồng đội đây. Nào từ từ đứng yên. Ở đây là đây là Hunter mà. Sao bảo mỗi thằng đi một hướng mà cuối cùng nó vết đây thì cháu nào? Đấy, có mỗi mình. Ui, em lại gặp gấu. Rồi, 40 viên rồi đấy. Okay. Ô, anh vứt đồ cái gì đấy? Anh em là đồng đội mình. Anh em là đồng đội, trong chọn cái đồ cần đấy. Cầu lưng thương cũng đúng cái đoạn người à, đây có 10 viên đạn đẩy nữa này. Đấy, để giờ mình đi xuống tiếp hả? Anh lại có thêm 10 viên đạn đẩy nữa này. Cứ cầm đấy đi, tí nữa em đủ rồi, em đủ rồi, em có 100 viên rồi. Ôi, 100 viên đéo ăn thua con này đâu. Đợi đi kiếm nhà đi, không có là... Rồi. Thằng Đạt thì đéo vẫn sống à? Sống mạnh luôn chứ. À, đến đầu đến ha mà. Con này nó tuổi gì? Xin cái tuổi chắc luôn. Chắc cảnh cáo về cái tội mất dạy cái thôi. Con này bất bại rồi, không thắng được đâu. À. Tôi vừa vào vội vàng Odin ok ok luôn bánh bao nhá. Odin luôn đi. Không thằng nào đi dưới góc bên trên à. Con chuốt Đạt mình cũng đi đến cái phía trên kia để tìm cái nhà không? Đang đi trên đây có tìm thấy, có tìm cái nhà này, đang ở trong cái nhà mà. Nào xem có pass biểu có cái két cùng gì không? Có kiểu cái thì... cái gì đấy cần phải có pass mới mở được ấy. Có chứ, là cần xăng này, có chứ, là cần xăng này. Cần xăng nó là cái gì? Nó là cái bình xăng. Chó điếu cái gì? Máy phát điện hay sao này nè. Máy phát điện á? Anh có bình xăng nhá. Đấy, từ cầm vào chỗ Đạt nào. Để đi em vào đây, để em vào lại. Hay là nhiệm vụ của mình là phải khởi động cái gì? Biết. Chứ không phải là giết nó nhỉ? Không, giết gì, khởi động gì. À, cái đó là mình còn nhặt cái totem này xong rồi làm cái lễ để hồi sinh cái gì ngày trước ấy nhỉ, đúng không? Hồi sinh đồng đội đây. Đấy nha, kiếm được một cái nhà ở đây nha. Thắng ăn tận 3.8. Ui, ngon luôn nha. Đấy, miếng ngon mà anh em xây nhà đây gì nữa. Ừ, nhất anh em cứ cào trên mà anh em chơi thôi. Bỏ ít ăn nhiều còn gì nữa. Ê á. À đây, có máy phát điện này, chỗ này có cái máy phát điện này. Thế có gì đấy? Đạn nằm rất nhiều nha. Bifu là khỉ á. Bifu là khỉ. Bigfoot. À đây này, có cái két này đấy mày. Nên là phải cần phải có pass. Pass là gì anh? Mẹ đéo biết pass. Hỏi anh em xem. Bắt đầu anh em có pass luôn. Ừ anh em có biết pass không? Nếu đi xung quanh nhà thì sao là nó có pass không đã? Mẹ. Nó có để tờ giấy cái mẹ gì ở đây không? Mẹ có đồ ngón đấy chứ lại. Ui cái gì? Ui là đi rồi á. Có cả một con hiêu nó phi vào đầu em ạ.
mày thường ui thôi. Anh em dán lại. Thế này là một cái pass ở cái này nó sẽ ở gần đây. Pass kiểu đang được. Ui cái gì? Tìm thấy cái evidence, thằng nào tìm thấy cái evidence gì đấy? Em chụp ảnh cái dấu chân đó mà. Pass này nó random anh em ơi, vấn đề bây giờ là phải đi nhặt được. Phải nó sẽ thường là cái pass nó sẽ nằm ở xung quanh cái khu này này. Hunter em ở cái bên đấy em có tìm được con tờ giấy đâu? Tờ sao? Cái bên đây em màu vàng đúng không? Vâng, không em màu tím. À thế cái đó đấy. Em hộ bát ở bên này. Tối nay sẽ có tìm được cái gì không? Hộ bát đây ngay. Em về chỗ này không có bát, không có tờ giấy nào cả. Hơi tối. Được rồi, cứ nhớ cái nhà, cái hình cái lá cờ ấy. Chỗ anh đang đứng ấy, là chỗ đấy là có một cái tủ để lấy vũ khí. Nếu anh không nhầm thì là khẩu súng ngắm hoặc là khẩu AR gì đấy. Vâng, thế thì mấy đồ trong thế thì mấy đồ trong đấy không? Mấy đồ két đấy không? À, toàn bom biết cái thứ trong đấy mà. Thế thì không lấy đồ trong đấy thì thắng một cái đâu. Thì trong nhà rồi anh em ơi, không có. Đây rồi, 2986 anh ơi. Ok, 2986, đây, để quay lại. Em đã có với trong người một tầm 50 viên đạn. Nhá. Mẹ hơi lệch một tí. Cái gì đấy? Cả cái cáp. Mẹ hơi lệch một tí cày. Cái gì đấy? Cái gì? Đây, cái xuống cái nhà kia đi. Nhà kia ở chỗ đéo là dưới này. Em thử cái xe nhá. Mà chỗ em có con đéo thì nó cứ gào gào ấy. Kiểu gấu ấy sao ấy. Gấu thì bắn chết. Ủa, đi. Gấu thì nhiều lắm canh ạ, à, đi chỗ nào là gấu luôn. Đi thì gấu này. Em đấy, anh em thấy không? Mẹ canh cẩn thận lắm, check trước check sau. Đúng chưa? Nó chỉ cần ông Dũng mà ngửa mặt lên giờ là tôi đã phải nhường đất rồi. Cái kia AR kia. Vợ bố này, anh bắn vợ bố đi, em bắn một súng ngắm rồi. Thế thì mày cầm mới bắn. Em có gắm rồi. Thế thì thằng nào ra đây mà lấy này. Anh có hẩn M4 rồi đây này. Cứ cầm đấy, anh cứ cầm đấy. Ôi, 75 viên đạn anh, này. Anh cầm đi. Các anh em bên thắng tự tin chưa? Tự tin dần anh đi được người rồi đấy. Anh đưa đạn 5 đây này. Đi. Đạn 5 em có khoảng tầm 50 viên nữa cơ, bắn thoải mái đây. Đạn 5 hay là đạn 5 hay là 7 chứ? Đạn 5 không? Đạn 5. Ok. Rồi ạ. Các anh em chuẩn bị tinh thần và tự tin và chiến thắng thì như nào nữa. À, đi. Là bên này là mình đi hết á, bên này là đêm mai đấy nhá, đêm mai bây giờ là lên cái góc ở giữa này. Với cả đi kia vào đi. Cái trên đấy anh ạ. Ừ. Cái khu này là mình hết rồi em lấy thêm khẩu rồi. Súng ngắm với lại cái gì nhỉ, bom hay lựu đạn nữa, bom GPS sensor là cái gì đấy, tạo ra biết cái đấy tạo nhận được cái đó là bắn vào con đó là mình biết nó di chuyển đi đâu. Đêm nay đêm này là đêm hệ trọng. Sinh vật truyền thuyết nhưng nó là khỉ không? Nó là kiểu vượn đời ươi ấy, chứ không phải khỉ. Nó là vượn người anh ơi. Ừ, vượn người. Ô, có cái máy bay đậu ở kia cái thứ kia. Anh em cút khỏi đảo thôi. Ồ, có khi là phải mình đổ xăng vào là mình đi đổ xăng là mình cút luôn đấy. Được. Ờ, thôi nhé, bye bye nhá, đi rồi đi. Chiến thắng rồi anh em. Thế nhưng phải đủ 4 người là mới chạy được đấy. Win rồi, này. Rồi. Dễ quá. Đéo lên được anh ơi. Xem có tờ giấy nào ở đây không. Nó mày cho lên thì loạn. Bay phải đủ 4 cây bay được mà.
Súng ống này đã đầy đủ đâu, à? Chưa đủ đâu, còn ít nữa. Giấy không? Hả? Không giấy đúng không? What? Không, không để có giấy. Để đi dọc cái bờ này cho đi dần lên bên kia đi. Ui, đi bên cây đổ tí chết. May quá, mình chạy nhanh. Có vẻ là điểm may mắn đấy em ạ. Điểm may mắn rồi. Ê, em tìm được cái tảng đá này này. Nhưng mà không trèo lên được. Ôi, em ơi, anh tìm được suối nước nóng em ơi. Cởi quần, tụ quần áo ra anh em mình tắm chuồng luôn. Suối nước nóng này. Ui, mẹ này. Ôi, chết mày. Ôi, ôi. Tắm sướng lắm em ơi. Ờ, suối nước nóng này. Đây, 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 đây. Em đang ở, em đang ở thượng nguồn này. Đây này. Ôi này xuống đây tắm thì nhất hạng luôn đấy. Sướng. Tăng mẹ máu lên luôn mới kinh chứ. Hình như cái này để hồi máu hay sao ấy. Thì đó là PA hay là nữa. Vai chưa hết hồn. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Nó phủ cái gì đấy đấy. Cố đi nhanh đi, ông đê với nơi đi, rồi đi, đi, đi. Đá thôi. Sợ vãi trường. Thế này kinh lắm. Cái đấy long mạch cái sao ấy. Đây chỗ này cũng lại có một cái nữa này. Khe long mạch. Ai làm dụ con biết phút rồi đấy. Không, dụ không sao được em vào đấm chứ gì. Cái này có em về mà. Em về xong đi loại cái kìa. Thằng Đạt cho đi cái khô chát thằng Đạt thăm phá được cái nhà đéo nào nếu hiểu. Em tìm được cái chỗ bố đời lắm bên này. Có bát rồi vậy? Bát không? Có bát không? Thôi anh em mình ra cái nhà gần hồ trước đi. Cái nhà ở gần hồ ấy. Tập trung đấy. Muốn thua đâu, giờ phải thêm một tí. Nhớ hơn thua. Tại vì cái nhà ở gần hồ nó cũng có một cái két mà. Nó random đi sao chứ? Đâu, cái két nó bằng định ở trong cái nhà đó. Nên thế bên này có két. Nhưng mà không có bát. Hồ đấy anh dụ Bigfoot vào được nhé. Vào phải cái gì. Nó có biết bơi đá đâu nó xuống. Mình xuống rồi mình cút. Máu nó chỉ nhiều. Con này chỉ có là tìm được cái góc lag thôi. Vũ khí nhiều vẫn phải tìm được góc lag. Cảm mình. À em đến cái làng rồi này. Ừ. Đấy. Làng hồ này. Ừ. Làng lách này. Làng nhiều nhà lắm. Đây, chỗ hồi sinh em thì đấy chỗ hồi sinh rồi nha. Ngon. Chỗ hồi sinh ở ngay cái tam giác. Các ba này. Để em đi lên cho nó đánh dấu map này. Đây rồi. Chỗ này sẽ là chỗ để anh tìm được chỗ để giết Bigfoot này em ơi. Em đã thêm được một can xăng này. Đứng ở đây là anh chấp cả lò cho có Bigfoot luôn. Chết mẹ rồi. Đéo rồi có chuyện leo lên trên này luôn. Hắn tơ ơi, đâu em ơi, ra đây anh ra chỗ anh ơi. Đâu rồi, ra đây. Anh em mình ở chỗ này là anh thách cả lò luôn. Anh nhìn anh đứng ở đây không? Ui, vui vẻ bóng chày ngon, bú. Có ai có súng lục không? Tao có súng lục. Nhưng mà đưa Hunter mày có ra chỗ tao thì đây Hunter lên đây. Em phải lên đây. Ai em có súng lục rồi, em có súng lục rồi. Ôi em không biết rồi. Nó bảo chỗ anh bố đời mà. Nhanh em ơi, đến giờ đến từ đêm rồi đấy. Đi ra đây, đi ra cái góc bên đây xong thả người xuống. Đấy, thấy chưa? Thả nhẹ thôi nhé. Nhanh nó đến rồi này. Đây có két. Đấy. Nào đừng có tranh chỗ nhau, anh tụt bạc bây giờ. Chỗ này có. Cho em có một cái két nha, cho em có một cái két nha, đọc. Chỗ này đứng lùi dịch lùi, đừng có chỗ nhau. Đấy em đi kêu rồi, đó. Đúng rồi, lúc ngồi kiểu gì nhỉ? Không có lúc ngồi. Rồi, kề nghị là đừng không gì nhá. Để ngã đấy, chèn nhau, đéo có lúc ngồi nhỉ? Đứng yên nhá. Thằng Đạt đâu rồi? Thôi thằng Đạt thì chết rồi đấy. Một mình ở chỗ kia thì đã chết. Yên rồi.
Đêm đang đến rồi. Thấy Hunter cầm khẩu lục này em này. Hunter cầm khẩu lục này. Vâng, đó. Một khẩu lục này. Đạn này, anh đưa luôn đạn 50 viên đạn 9mm cho em luôn này. Đấy, 50 viên cho em nhá. Rồi rồi. Rồi, anh em mình đợi đây và giết ở bách giỏi, cái bách giỏi nhá. Đề nghị là không di chuyển nhá, đứng yên nhá, không có là rất là dễ là đẩy bạn bè xuống ngay đấy nhá, không được di chuyển, thấy chưa? Ai đứng ở đâu là đứng nguyên chỗ đấy. Ơ cái gì đấy? Không được qua đây sao ta? Đạt chết à? Chỗ Đạt chuẩn bị oảng rồi. Đó thằng em nếu là ngồi được mà ta. Đấy. Cua rồi Đạt, cua rồi. Thế là nó bên kia hồ, nó đâu nó qua đây. Nó sang ngay đấy, chạy nhanh lắm. Đấy, Đạt sắp oảng rồi. Nhẹ nhàng. Ô, qua lại yếu mà. Cố lên Đạt nhé. Chỉ cần sống đến sáng mai thôi mà là mỗi đạt kinh phết là cũng thắt được nó một đồng máu rồi chứ. Đi một mình đạt mà solo được tôi kia bảo á. Ôi ôi, thế này đi bốn anh em mình đi qua đấy. Anh em lo gì nữa? Cố lên cho nó, đừng cho nó hồi máu, đánh cho nó. Ai cố hết sức lên. Cố lên Đạt ơi. Anh em cùng ngoảnh đúng hướng về chỗ Đạt để cùng coi như là bái tạ nhá. Bái vọng. Chiến thuật đỉnh cao. Thằng Đạt oảng giờ mà. Đêm đầu là Đạt đi là đẹp rồi. Chắc là thằng Đạt nhặt được đi cái quả lựu đạn hay cái gì đấy gì. Nó đi rồi vậy. Em đi rồi. Sao đang cái này chết không nhặt được đồ nhau ạ? Chết nhặt được anh biết đâu được. Chết luôn ạ. Ôi, đã chết đâu, em thấy nó vẫn đi văn vở vở muốn tát vào mồm bây giờ thì được nhiều không? Bà đi chạy rồi hả? Tuổi gì bắn tao cút luôn. Ủa cái gì? Mày sắp cháy rồi. Sao thằng nào làm cái gì đây? Thằng nào đem cái gì đây? Thế nào thế nào? Cái đéo thì mày. B52 à? Hết lửa rồi. Tứ lại thả cái gì ra ôi. Đéo hiểu đi. Cố bom để đem Big Food thì đéo đem. Nó tới kìa anh ơi. Ôi ôi, nó tới kìa. Cái chỗ đứng đâu nhỉ? Tuyệt mẹ rồi. Trời anh ơi. Đúng rồi, cho em này. Cho em. Nó tới kìa. Ôi ôi. Anh ơi. Ừ. Vào chỉ lại nghe đi. Mày quá. Rồi. Làm gì luôn? Ờ, làm đéo tao. Bố con chó phút. Đó rồi. Xem nó xuống bên dưới không? Ờ, làm sao nó lên đây? Thách cả lò kìa. Nó bị lỗi kìa. Ờ. Đi, con này yếu lắm. Bắn đi đường cho nó hồi máu. Nó đâu rồi? Nó hồi một cái gì cả? Để ra tự ngã. Ấy à. Tự ngã chết con mẹ rồi. Ấy à, bắn nó đi. Nhân xuống đấy làm gì? Mày thật. Mẹ sao rồi? Mẹ mày. Mẹ mày luôn. Mẹ mày luôn. Ờ. Mẹ. Ây ơ. Ai em ơi. Chán tứ lắm tứ ạ. Cứ để bình tĩnh đến sáng mai rồi anh em mình nhẹ nhàng nào, nhẹ nhàng. Ôi ôi. Mẹ. Ôi ôi. Bên kia chết hết rồi. Chết tôi sao được, còn tứ thôi. Còn đâu em mới chết. Anh tôi nhìn xem có nó ở dưới không? Không, nó ở trên trên anh. Nó chết này ơi. Tốt. Tốt. Đâu phải xuống đâu. Đi. Đứng ở góc này, bắn được. Rồi, con chó hiện đầu ở đây này. Đâu luôn, đâu luôn, à, đâu à, luôn. Ơi. Bắn đi, không bắn được các bạn. Thì nhảy, nhảy sang được. Em bắn được, em bắn được. Nhảy. Chết tạm đi. Chết tạm đi, nó đỡ mẹ rồi. Đỡ mẹ rồi. Đỡ mẹ rồi. Mày. Tao mày.
mà em đến sau cái nào sẽ bảy thứ nhá, anh đưa luôn nhá. Anh còn đợi lục không? Vẫn anh đưa luôn 10 vạn, bạn 7 bạn 10 vạn 7 này. Lục thì anh hết rồi. Anh có anh cứ đưa cho anh. Anh không có đạn lục luôn. Đợi đạn đến chém thôi. Chém rồi mà. Đặt đây là xong mà, chém là xong mà. Nhanh mẹ lên, làm gì lâu thế? Lên là sau đó à? Đường nào lên? Đi xung quanh đá đi. Đang 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 vòng đang vòng. Nó đâu rồi? Có một cái cầu đéo đéo vòng nữa được. Cầu đéo đi. Chứ đây 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 đây. Nó ra một tiền. Nó gì đây à? 50k của tao. À đây 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 lên được, lên được. Lên, chém thế. Vinh quang thì cho đạt đây. Đâu? Nó đứng ở trên đỉnh đấy. Đấy, mày trọ lên rồi. Chém đi. Chém đi. Anh ơi. Ủa lâu mất cái. Ủa lâu mất cái. Ủa lâu mất cái. Ủa lâu mất cái. Ủa lâu đứng xuống luôn em ơi. Anh ấy đặt xuống đấy. Đặt. Ủa mẹ nhà. Ôi em tôi. Mà nó nói tặng bảy chó được gửi đến thiên đàng mẹ rồi chứ mày ơi. Nó rồi. Nó chạy rồi. Sau lưng em kìa, sau lưng em kìa. Ôi ôi. Mày chạy đâu? Đừng có chạy. Rồi nó đâu rồi? Ôi dồi, sáng quá rồi. Chạy rồi. Ờ, cứu đạn đi, cứu ba sát đạn đi, cứu anh ơi. Nhưng mà ôi kìa, nó vẫn đây à? Về rồi, thế về ngủ rồi. Ôi ảo, anh thập máu luôn ạ. Anh đặt hơi nhiều đồ nhá, anh đặt hơi nhiều đồ. Ừ, anh nhiều đồ lắm, anh nhiều tôn ba tôn. Anh có cái totem này. Anh có một cái totem nhá. Hình như phải có một cái luôn cái sao ấy. Có đặt 7 luôn, có đợt 5 luôn, trong người nhiều lắm. Thế mà không vậy, đưa ngay. Bây giờ bác sát nó kiểu gì nhỉ? À đây rồi, đi. Đi cái, cứu ra cái. Đi. Anh có một cái totem rồi, phải đủ 4 cái totem hay sao ấy. Đủ 4 cái này hồi xin được nói đúng không? Ừ. Em có một cái, em có hai cái rồi. Đêm nay nó ra đi cả anh em. Bây giờ có khi anh em cầm dao solo luôn cũng được. Thật. Ra là có trăm máu à? Không, nhưng mà đêm nay nó hồi lại rồi. Ra là kéo dài cái thời lượng video thôi chứ còn. Nó cũng chưa đủ chỉ tiêu. Chưa hết K1. Chưa hết K1. Chứ còn giữ nguyên thì con đấy nó chết chắc mà. Ừ. Ấn gì để ném nó xuống nhanh nhỉ? Rồi. Gì nhỉ? Gì để đáp nó xuống đấy. Đấy, mày vừa đáp xuống đây, ok. Đâu? Chụp. Anh nào đáp nó xuống nhỉ? X, Z, cái gì, Z, V. Đấy. Rồi. Bây giờ đặt totem vào như nào?
ấn tab đi. À ấn 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 cái tab ten đây này. Ấn quy đi. Cái tab ten nó nằm ở khu nào ta? Nó nằm ở cái chỗ cái dưới. À được. Rồi một cái. Hai cái. Ok. Thiếu một cái mẹ. Hunter có cái mà. Hunter. Đó em chưa có. Yes. Quá à? Thế thôi đạt đành phải nằm đấy vậy. Đi đấy anh em đi kiếm thêm vũ khí đi. Cái lúc đấy là em bảo là trong người anh đạt. Cái chỗ lách bên này có cái này. Villa có một cái dương đấy. Có một cái két đấy. Ờ trong người đạn 60 viên đạn 5 mà đéo hiểu đấy. Thế này thì con kia chết thì còn gì nữa. Đã bảo là nhiều đạn. Bây giờ lắm. Kiếm thêm một khẩu shotgun nữa là thôi là xong, cứu được cả đạt nữa thì thôi mọi thứ nó phải là viên mãn luôn. Có cả dáng có cả dáng tôi bắt trưởng đây. Em nghĩ đi hướng này có vẻ có tôi nhà. Đã có nhớ cái dãy núi kia ở đâu không? Mày. Nhớ cái điểm dãy núi kia ở đâu không đây? Quên mẹ cái chỗ ấy rồi. Núi kia ở đâu á? Ừ, cái chỗ hôm qua anh em mình tá túc ý. Hình như là chỗ này luôn á. Chỗ này luôn á. Kìa. Không cần cái ý nữa đâu anh ơi. Bây giờ nó còn tí máu anh em mình solo được rồi. Kìa có máy bay rồi. Kìa có qua cái chỗ Lake Villa kìa. Giờ đi tìm totem về cứu thằng kia thôi. Có bát, tìm totem đã. Nhà gì đây? Bình tĩnh em ơi, vẫn gỡ được. Mở gỡ vào mắt ra. Thoải mái mà, con này chỉ manh treo chuông đây. Hunter này có cái gậy bóng chày cho em cầm lúc nói lòng thì chiến đây này. Đây có khẩu shotgun đây rồi. Ở đây này. Shotgun chưa? Shotgun rồi. Ôi lại có thêm 10 viên đạn 7. Ôi lại 15 viên đạn 5, thôi này chơi bời gì nữa. Đạn thì đạn luôn. Anh có còn đấy là cút chắc. Ôi thế đạn 10 viên đạn 9 cho Hunter này. Trong ngăn kéo này này. Trong một cái ngăn kéo đấy có đấy. Anh nhớ ông Dũng phải bắn cái đạn 7 chứ. 7 chuồn. Còn mẹ. Nó lắp bắt ngại à. Không ai cứu được cái totem nữa hả? Đang đi đây. Cái totem ấy thường nó sẽ nằm ở mấy chỗ nhá. Cái đường đi vào rừng nha anh ạ. Anh có. Cái khu này là đạt nút rồi hả? Khu này phải là đạt nút à? Cái chỗ villa này hút sợ nó là. Anh thú này có rìu đấy, cầm không? Thôi, cầm gì em cầm. Ở đây đạt nút rồi là bị con đi đánh ở đây mà đúng không? Cầu chỗ khác. Đấy đúng rồi, đây anh thấy đập cả kính kia kìa. Ở chỗ khác rồi. Mở cửa mấy rồi, đạn luôn lại rồi. Lại đạn nằm, ôi bắn này bao giờ cho hết đạn đây không biết. Con này thì con cháp thôi đã ra là nó chết à. Dính cháp tí là xong rồi. Anh có cái flare bắn mà, anh có cái flare bắn cho nó bị đơ ra mà. Úi giời. Động đất à? Không phải còn bầu nó đi lên, bầu nó đi lên. Vai trường. Bầu đi mà rung bần bật đấy. Động đất em ạ. Không phải. Kiểu này kinh thế. Bầu đang đi lên đấy. Mù đi lên. Thôi tối em ai đi ra chỗ đạt thôi, anh em mình đứng chỗ đạt giết nó mới là chuẩn. Em lấy được khẩu ngắm nữa, có khẩu ngắm nữa là không cần được này. Hunter ra chỗ tứ mà lấy khẩu ngắm nhỉ? Có khẩu ngắm bên này này. Anh em quay về đúng chỗ đạt đang nằm thôi, anh em mình xử nó đấy có để tê cho mày. Chưa có nhưng mà tôi đêm rồi, bây giờ về chỗ đạt tôi chuẩn bị mà xử nó thôi. Anh em hãy xem bọn tôi xử nó ở chỗ mà người bạn trong team đã đang nằm xuống nhá. Hunter lại cứ đứng mãi chỗ đạt này.
À, Hunter anh đưa cho em cái quả flare này. Tí nữa đến em bắn quả flare vào mặt nó để nó đơ ra rồi xả súng là đẹp. Đây này. Đây anh đưa cho em nhá. Tự nhiên. Rồi flare này cộng với cả cộng đây đây anh đưa đạn đạn flare nữa. Súng flare rồi bắn máu rồi anh. Không bắn máu mà khiến nó bị choáng. Sau đấy mình nã súng vào em hiểu không? Đấy em bắn có 2 viên đấy. Em cứ bắn một viên bằng súng đấy xong rồi. Đấy, đợi tí Tứ đưa khẩu súng ngắm cho. Là... không cầm được về. À ờ nhờ Tứ đéo cầm được về. Có 2 cầm ha. Có. Về đây có nhanh lên, có đây một đúng không? Chạy thôi bây giờ chạy đem gì nữa. Đem đi nữa. Bây giờ nó đến là em bắn cái đấy để ấy xong rồi rút lục. Tiếp tiếp. Còn bao nhiêu máu Hunter, bao nhiêu máu? Em đang còn 44 máu. Đây đưa cho thêm ít máu này. Anh đưa thêm bịch máu này. Đấy, nạp đi. Hồi con này nó hồi tí máu à. Rồi. Có bẫy trong người không? Đặt bẫy nhá. Vâng, đặt bẫy. Bẫy là ở đâu anh? Đặt bẫy ở xung quanh thôi. Xung quanh đi. Nhưng mà cẩn thận không đặt quân bình đi vào đấy. Đặt à, đặt xa xa ra không có được. Không, nếu mà đi chậm lại gần sẽ đến kia có ký hiệu bẫy mà. Rồi, đứng ngay chỗ đạt luôn. Chỗ nó đến là lôi ngay flare gun ra bắn vào người, thả vào người cho anh nhá. Thì Tứ lên đây thì anh cứ đi ven ven thôi, ven ven cái lối vào thôi. Nghĩ đêm nay chắc là nó cũng trốn hả? À em thấy phải đặt ở chỗ này anh ạ. Thôi, đặt đây dẫm mình dẫm vào đây. Vào nhưng mà thế... di chuyển chạy dẫm mẹ vào thì đúng là nó thì nhau dẫm mà mình chết đấy. Như em là em nhìn thấy ký hiệu vị trí cho anh là bẫy này bởi hai thì ký hiệu thì... lúc đấy nó loạn lên thì ký gì à. Em vẫn cầm khẩu flare gun cho anh. Flare gun anh cầm rồi. Nó đây, nó đây, bắn đây, bắn đây, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, rồi đi, lại dẫm vào cái bẫy của nó rồi. Cột về. Ui ui, nó đang bảo nó bắn xa ra. Cái gì đang bắn cái gì? Tám mươi bói ơi. Còn đây gặp thêm mày mới. Mày lên đi ra, chạy gặp rồi. Nó chạy kìa, nó chạy kìa. Nó chạy kìa, 2-3 máu nữa. Đuôi 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 chít chít. Đuôi đuôi chít chết. Chạy mẹ nó rồi. Đây, nó chạy từ đường này, đường này. Thấy nó. Bảo là đừng có đặt xung quanh cái chỗ đứng mà. Đây cái anh ba bảo. Thôi về về về. Trời đâu. Ôi rồi đêm sau nó chết rồi. Đêm sau chết rồi. Chạy đi em Phút ơi. Cái pha đấy mà tôi đéo bị dẫm vào cái bẫy nào chết rồi đấy. Mẹ tự nhiên mất mẹ thật đống thời gian. Đéo bắn được. Ô, quay lại đấy. Ờ, nó chửi, nó chửi. Không, nó chửi, nó chửi. Có thể thì hướng lo hướng này nó sao đúng không? Thế mình tìm hướng hang không? À, biết được quạt thì nó lẩn thì có tìm lắm. À, tôi cho súng này. Vâng. Thở súng này. Cái này nếu khi ba anh em mình cầm dao vào xỉa cũng đối chứ. Vâng, cầm này cầm dao thôi. Anh ấy tốn luôn là tờ này. Tiền của anh do em quyết định. Phút ơi. Ôi này thì trả xu đi. Ôi mà thà nó chết luôn đi, nó đéo chết anh em. Ờ đi rồi anh ơi, có hy vọng ấy chứ. Ừ, nó cứ nỗi đau thêm dài ấy. Kéo dài nó kéo dài thêm một tí. Bây giờ 23 máu liệu có lật được kèo không? Bây giờ đặt đặt thịt được ấy nhở, đặt thịt cho đến ăn ấy. Bây giờ đến không? Lúc anh em đi săn nữa rồi. Ờ đúng rồi, thịt được đấy. Em có thịt chín rồi này. Chọn địa điểm của Đạt thôi, xong rồi đặt thịt dễ được. Chơi trò đỏ đen nhưng đen mình đỏ họ thì chơi làm còn cả gì nữa. Anh
Nhưng mà làm sao? Chơi trò đỏ đen nhưng đen mình đỏ họ thì chơi làm con gì? Biết vậy sao còn chơi? Ừ. Thế nó mới là đỏ đen. Biết mình cứ thua nhưng coi là dây ta mất nhau vì đây. Ê những cái coi là chuyện nhỏ nhưng mà mình là thành nhà, nó là chuyện lớn ấy. Có khi nào nó về cái hang của nó không ta? Không, có thể nó trốn đi đâu đấy đấy. 23 máu là một chém là chết rồi. Ừ, anh em cứ coi đây là làm từ thiện cho đời đi, mang lại niềm vui cho người khác sẽ là một cái phúc phận rồi. Này mình đi theo cái hướng cái tiếng thú của nó cũng được ấy. Đấy mình làm trò vui cho người khác. Bị anh em khác cười vào mặt thôi chứ còn là con gà bị lùa. Thế biết sao được, được mà. Ô nó lên 68 máu kìa, ui hy vọng kìa. Ờ hồi 68 máu nó ăn thịt thú. Nó ăn lên 68 máu kìa. Em hy vọng rồi. Ui đến nơi rồi. Đây là nó hướng này em thôi. Con chó. Đây. Còn thêm một cái đạn nữa khác nữa này. Bắn nhá. Hy vọng rồi. Anh em nhảy xông vào bắn. Ý đó là bắn ngay. Thật ra Hunter em lại bắn với cái coi của anh em. Hunter phát đặt bẫy của Hunter là khiến đáng lẽ là xong rồi đấy. Hunter bẫy à? Ừ, bẫy ngay sau lưng tao luôn. Bảo là đừng bẫy xa xa nó ra rồi. Ôi, chết mẹ mày đi. Ôi, xôi ơi, một pha sọc ngắn oan nghiệt. Cục ra. Anh em anh là hết. Anh em bét thua cục ra. Đủ đủ. Anh em đặt thua cục ra. Oan nghiệt anh em ạ. Nhẹ nhàng. Này. Ôi ôi, 3,8 lần 34 triệu đê coi thế này. Trời ơi, coi mình cho thằng khác có tiêu hộ rồi. Phê không anh em, phê không? Phê thì tận để nóc luôn đi chứ. Đã bảo là bọn tôi chơi Elden Ring rồi mà. Cái ván đầu tiên nó là content thôi chứ